Thưa quý vị, mặc dù có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế biển, tuy nhiên, hàng năm, Đà Nẵng cũng phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm. Do đó, thành phố đã xây dựng phương án cụ thể tích hợp trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhằm có sự chuẩn bị để phòng chống, ứng phó tốt nhất, phù hợp nhất với quy hoạch phát triển không gian đô thị và giảm nhẹ tối đa rủi ro thiên tai. Phóng sự thực hiện nhân ngày phòng chống thiên tai Việt Nam ngày 22 tháng 5. Trong năm 2021, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 9 đợt mưa lớn và 2 đợt lũ nhỏ trên sông Bù Gia và các sông nhánh trên địa bàn thành phố. So với các năm trước, thiệt hại do thiên tai của Đà Nẵng đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Kết quả này, ngoài việc do thành phố đã hoàn thiện phương án phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, còn phải kể đến sự chủ động ứng phó của các địa phương trong vùng nguy cơ, đặc biệt là sự nỗ lực của lực lượng chức năng cơ sở. Đối với lại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của phường Hòa Hiệp Bắc thì chia lực lượng là trực 24/24 và đặt trụ sở chỉ huy phòng chống lụt bão tại ở phường tại phường và song hành đó thì chia các lực lượng ca kíp để trực các điểm chốt và đặc biệt là các tiểu ban phòng chống lụt bão ở 17 khu dân cư. Đây là cái đầu mối quan trọng để truyền đạt các thông tin về chỗ sở chỉ huy để có tiếp cận thông tin và xử lý kịp thời để hỗ trợ cho bà con. Địa phương chủ động huy động cái lực lượng tại chỗ, trước hết là cái lực lượng dân quân thường trực, rồi lực lượng dân quân cơ động, rồi cái lực lượng dân phố dân phòng. Đồng thời kết hợp đó với lại các cái lực lượng vũ trang, đơn vị đóng quân trên địa bàn phường. Thì đây là những cái lực lượng chính để mà hỗ trợ cho địa phương trong cái công tác vừa phòng chống dịch vừa phòng chống bão lũ. Hệ thống đê kè biển, đê kè cửa sông, kè sông thành phố Đà Nẵng có tổng chiều dài khoảng 51,8 km, đều được thiết kế với chiều tần suất 5% và chống được bão cấp 9, cấp 10 tùy theo từng tuyến. Cùng với đó, mỗi năm, các ngành chức năng đơn vị Đà Nẵng đã lập phương án ứng phó và tổ chức lực lượng ứng trực bảo vệ cho 19 hồ chứa lớn nhỏ và các đập dân trên địa bàn thành phố. Đây là những vị trí xung yếu khi triển khai công tác phòng chống thiên tai. Đơn vị đập dân An Thạch đây là thường xuyên là bãi anh em. Và sau khi lượng nước nó lên lớn thì công ty sẽ điều động ở các đơn vị khác về tập trung vào xử lý cái lượng rác để cho nó đảm bảo nó thông suốt cái dòng chảy. Khi mà lượng rác nó quá tải thì khi phải chờ bớt lượng nước nó xuống rồi mình xử lý tiếp là để khơi thông trở lại cái hiện trạng ban đầu cho cái đập dân để đảm bảo an toàn về cho cái đóng có được các cơn lũ kế tiếp. Trong quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cảng cá Thọ Quang được quan tâm đầu tư để trở thành trung tâm nghề cá của khu vực, đồng thời cũng là khu vực neo đậu tránh trú bão thường xuyên của các tàu cá miền Trung. Tuy nhiên, sức chứa thực tế của cảng đã bị quá tải từ nhiều năm nay, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống thiên tai. Vấn đề này được lãnh đạo thành phố rất quan tâm, kiến nghị với các bộ ngành trung ương trong thời gian gần đây. Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng cá Thọ Quang, đồng thời xem xét đánh giá và tính toán lại sức chứa cỡ tàu cá neo đậu tại khu tránh trú bão Âu Thuyền Thọ Quang theo thiết kế ban đầu là 493 chiếc, tuy nhiên thực tế là hiện nay thì 800 đến 1000 chiếc. Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, có thể thấy Đà Nẵng rất chủ động các giải pháp và nguồn lực để ứng phó thiên tai. Hơn thế nữa, xây dựng phương án phòng chống thiên tai phù hợp với tính chất của đô thị cũng được xem là một trong những nội dung quan trọng được tích hợp trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để các ngành chức năng địa phương triển khai các kịch bản ứng phó sát thực tế, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố.